Thưa quý vị và các bạn, với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, thời gian qua đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, chung sức đồng lòng cùng với chính quyền xây dựng nông thôn mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hàng chục năm sinh sống tại ấp An Thành Đông, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, gia đình giáo dân huyện Phú Quốc càng thấy thêm yêu quê hương làng xóm của mình khi đã góp công sức cùng chính quyền địa phương để làm tuyến đường đan trước nhà rộng rãi khang trang, khắc phục được tình trạng ngập nước. Không những thế, anh còn trồng thêm nhiều loài hoa để tạo cảnh quan đẹp cho tuyến đường. Mọi nỗ lực của gia đình anh là để hướng đến mục tiêu của ấp đề ra: gia đình hòa thuận, xóm làng yên vui, xã hội kỷ cương, quê hương giàu đẹp. Năm nay thì bà con đi lui trên tuyến đường này ra ngoài nhà thờ rất là thuận lợi, không còn như lúc xưa nữa. Giờ đường xá nó sáng sủa này, cái đèn đường nó rất là đẹp đẽ. Xe hơi tới nhà, giáo dân rất là phấn khởi, rất là mừng. Sự phối hợp của nhà nước, nhân dân cùng làm lên tuyến đường này rất là đẹp. Thấy ở xã Trung Hiếu mình làm cuộc sống cho bà con cũng rất là tốt. Rồi đường xá thì này kia nọ cũng đường đi cũng rất là dễ dàng, sạch sẽ. Có đèn đường rồi cho bà con rồi cũng rất là tốt. Có bề bao, có nên lúa đâu không có bị ngập. Chúng bị em thì gia đình cũng phấn khởi, mà trong mà họ đạo cũng rất là phấn khởi. Đối với đồng bào Công giáo ở huyện Vũng Liêm cũng như các địa phương khác trong tỉnh, thời gian qua đã được các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Cộng với sự chí thú làm ăn, nên kinh tế gia đình của phần lớn hộ đồng bào Công giáo đều ổn định, đời sống ngày càng được nâng lên. Nhờ có việc làm đây mà em làm cũng ổn định nên Giáng sinh năm nay em rất vui. Có công an việc làm thoải mái rồi chắc ăn Giáng sinh chắc cũng vui vẻ trong mùa Giáng sinh năm nay. Có những cái công ty đóng trên địa bàn huyện Vũng Liêm thì thu hút được cái lao động, đặc biệt là đối với lao động trên địa bàn xã Trung Hiếu thì được ở gần, cho nên là những lao động nhàn rỗi năm nay là có việc làm và đem lại cái nguồn thu nhập là ổn định cho gia đình. Ít nhất mỗi một cái người lao động phổ thông cũng kiếm được từ 6 tới 8 triệu trên một tháng. Đó là tinh thần là rất là vui, rất là mừng. Nhờ sự quan tâm tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới, tạo thêm công ăn việc làm cho lao động nông thôn, nên diện mạo nông thôn cũng như đời sống của người dân, trong đó có đồng bào Công giáo, ngày càng khởi sắc. Một mùa Giáng sinh nữa lại về, đồng bào Công giáo tỉnh Vĩnh Long đang hân hoan chào đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc.